Tại Việt Nam, 1/5 trẻ em bị thiếu thốn trong ít nhất 2 lĩnh vực: giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nơi ở, nước và vệ sinh môi trường hoặc hòa nhập xã hội. Hiểu được tầm quan trọng của khoa học công nghệ kỹ thuật trong việc ươm mầm, nuôi dưỡng những mầm non hy vọng của đất nước, không gian sáng tạo thanh thiếu nhi Tomorrow Space đã được hình thành. Chỉ trong vòng 59 ngày lên ý tưởng và thực hiện, 10 ngày thi công ngày đêm, Tomorrow Space, dự án không gian trải nghiệm khoa học công nghệ kỹ thuật cấp cơ sở miễn phí dành cho thanh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam, đã chính thức được khánh thành vào dịp Tết Trung Thu 2023 vừa qua, như một món quà ý nghĩa giáo dục thiết thực và có tính bền vững dành cho tất cả trẻ em. Dự án do chương trình HTV Cafe Tech Cuộc Sống Tương Lai thực hiện với sự đồng hành của quận 11 và những nhà đồng hành tâm huyết là những tập đoàn công nghệ, những chuyên gia công nghệ và giáo dục. Qua những cái nội dung vừa trình bày vừa rồi thì chúng ta có thể thấy và cảm nhận được một cái tinh thần rất là tốt đẹp của không gian sáng tạo của thanh thiếu nhi Tomorrow Say. Vì thế hệ ngày mai, các em nhỏ, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được ươm dưỡng, sẽ được bổ sung và dưỡng niềm yêu đối với khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Hôm nay, Cộng đoàn Nhà thiếu nhi quận 11 rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị, các bạn đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi có mặt tại hội trường Nhà thiếu nhi quận 11 để cùng đến với lễ khánh thành không gian sáng tạo thanh thiếu nhi Tomorrow Space, một không gian trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật miễn phí cấp địa phương đầu tiên tại Việt Nam. Tôi vui mừng và tôi mong muốn rằng với nghiệp vụ và những thiết bị rất cao thì rất vui khi mà chúng ta với những nhà đồng hành được khai thác Visonic và những anh em Cafe Tech sẽ có thể cùng đồng hành với lại Tomorrow Space để mang đến cho các em và để hình thành nên 300 nhà khoa học tương lai của quận 11. Trong giai đoạn 2 tháng đầu thực hiện, 11 chủ đề trải nghiệm đã được triển khai trong hơn 20 buổi workshop luân phiên và định kỳ vào mỗi tuần, đón tiếp hơn 200 thanh thiếu nhi khó khăn trên địa bàn quận 11. Tại Tomorrow Space, các em nhỏ lần đầu tiên đã chạm được đến những trang thiết bị nghiên cứu chuyên nghiệp cùng với những cơ sở vật chất chuẩn mô hình lớp học thông minh chất lượng cao. Xuyên suốt những buổi workshop, các bạn nhỏ được học, được chơi, được tự tay tạo nên sản phẩm đầu tay của riêng mình, từng bước giải đáp nhiều câu hỏi tò mò về sự sống và những vấn đề khoa học cơ bản xung quanh mình. Em cảm thấy rất là vui và gặp được rất nhiều bạn mới nữa. Em học được cách pha màu, cách tô tượng với lại những cái nguyên liệu nào để có thể làm ra một cái màu. Em mong muốn thấy được đi thêm nhiều cái buổi như vậy nữa để em có thể học được thêm nhiều điều mới và gặp được thêm nhiều bạn mới. Thì những cái mô hình này sẽ giúp cho các em có thể học hỏi thêm, trau dồi cho bản thân kiến thức nhiều, cái kỹ năng sống mới hơn. Và cũng có một phần số trẻ em là không có điều kiện để đi học và không có điều kiện để tham gia những cái gọi là sáng tạo khoa học, do là một phần chi phí của nó gọi là cao quá. Thì mình nên nhân rộng mô hình này ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, trên phạm vi cả nước nếu như có thể. Thì sẽ giúp các em phát triển tư duy, não bộ và có thể là những mầm non tương lai sau này giúp đất nước. Thích lắm, tôi già mà tôi cũng thích chứ đừng nói chị nó nhỏ nên nó thấy cái nào nó cũng mới mẻ hết á. Đối với tôi khi làm một cương vị mà giáo viên, khi mà tôi tới đây thì tôi rất là thích, bởi vì được trang bị những cái thiết bị dụng cụ rất là cần thiết để hỗ trợ cho cái việc giảng dạy cũng như là cái việc tìm những cái hình ảnh video minh họa thực tế cho các bé. Hy vọng rằng là ở trong trường cũng sẽ được trang bị những không gian như vậy. Trong vòng 3 tháng thì đội ngũ của Tomorrow Space cũng đã hết sức nỗ lực để biên tập các chương trình không chỉ phục vụ cho các em thiếu nhi. Bên Tomorrow Space còn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và giáo viên của nhà thiếu nhi cũng như là quận đoàn để ứng dụng vào cái công tác chuyên môn đại diện cho ban giám đốc nhà thiếu nhi. Để đánh giá trong 3 tháng vừa qua thì hoạt động của Tomorrow Space tương đối là hiệu quả. Không chỉ được đầu tư những trang thiết bị toàn diện cho mô hình lớp học thông minh, đội ngũ thực hiện dự án cùng các chuyên gia công nghệ trong giáo dục từ ViewSonic cũng đã trực tiếp xây dựng nội dung trải nghiệm tương tác dành riêng cho những bạn nhỏ tại đây.
Không dừng lại ở đó, sự đồng hành từ ViewSonic cũng đã giúp Tomorrow Space mở ra thêm định hướng và triển khai nhiều hoạt động tập huấn và trải nghiệm cho cộng đồng giáo viên của quận. Từ đó góp phần hỗ trợ các thầy cô xây dựng kỹ năng và hình ảnh giáo viên 4.0 phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục của toàn Việt Nam. Tomorrow Space talk about a future classroom. They starting study future classroom should look like. What the next? And teacher want to have a place to take a look. They have no chance to involve, no chance to see, and never know how to change. We develop many hardware and software and service is match what tomorrow education need. So it's a perfect match. So we can help tomorrow, Tomorrowland, and Tomorrowland can help us to demonstrate all the parents, all the student, all the teacher, all the government officer, all the principal. So I think we can help each other.